Vâng. Đây, bạn thấy không ạ? Đây chính là sòng chúng ta. Hi Kai. Chúng ta sẽ hát karaoke nhé, để xem chất âm từ mic được phát xuống âm ly. Ngày hôm nay cô ơi. Tâm Việt kính chào khách quý. Chào mừng các bạn đến với Lo Cái Tâm Việt. Lại là Sang đây. Và ngày hôm nay Sang sẽ cùng các bạn tiếp tục chúng ta review một sản phẩm mic không dây của hãng Davidson. Rồi, thì đối với thương hiệu này các bạn chắc là không lạ lắm trong thời gian qua. Mình đã từng review sản phẩm nhiều rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho bạn xem sơ qua ngoại hình về chiếc hộp này nhé. Đây, bạn thấy không ạ? Đây chính là sản phẩm chúng ta, Davidson V2902. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn cảm nhận âm thanh từ sản phẩm mic này xuống với âm ly của chúng ta, xem âm thanh ra như thế nào nhé. Và xem nó sẽ phục vụ chúng ta trong quá trình chúng ta hát cũng như là giải trí như thế nào, có ổn hay không nhé. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa. Và sau đây một vài hình ảnh của sản phẩm. Okay. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem thử phụ kiện của sản phẩm này có những gì. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì đầu tiên mình sẽ mở thùng sản phẩm chúng ta. Bên ngoài đây chính là vỏ hộp của sản phẩm, màu xanh và có các nhãn hiệu cũng như thiết kế hình dáng in trên này rồi, các bạn đã thấy đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ mở sản phẩm ra. Ok các bạn. Nên bên trong chúng ta là một hộp xốp nhé. Ok, xong phần hộp, để hộp đây nhé. Và đây mình sẽ mở ra nha. Và đây chính là sản phẩm hồi nãy mình để các bạn đã coi qua một vài hình của sản phẩm này rồi. Và bây giờ mình sẽ nói chi tiết và từng phụ kiện của sản phẩm này. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có là cặp mic nha bạn nha. Cặp mic đây. Rồi, mình sẽ cầm một mic để mình nói để giới thiệu các bạn, và cái kia cũng tương tự. Nếu sản phẩm của chúng ta cũng bằng nhựa về thân, và trên này chúng ta là một màn lưới kim loại bạn nhé, được sơn màu bạc sáng, và dưới phần thân là bằng nhựa, và chúng ta sử dụng là pin của chúng ta là pin sạc như thế này đây. Đây chính là sản phẩm pin sạc của sản phẩm nha bạn nhé. Đây chúng ta đối với sản phẩm này, pin này chúng ta có thể sạc lại được. Rồi, chúng ta sẽ để lại. Rồi, chúng ta sẽ để pin vô đây. Ok. Đó. Rồi, trên đây chúng ta với phía này, chúng phía này chúng ta sẽ có là đây là công tắc nguồn. Đấy các bạn, đây công tắc mở mic, tắt mic này. Đó. Ok. Đó. Theo, chúng ta có gì nữa? Mic thì cũng đơn giản vậy thôi. Ok, sản phẩm tiếp theo chúng ta đó chính là dây nguồn adapter 12V. Đây. Đấy các bạn. Đây dây nguồn 12V nhé, adapter. Rồi, thế thì chúng ta có rắc, rắc 6 ly, kết nối rắc xuống cổng âm ly, hoặc là cổng loa. Hoặc là đầu này chúng ta sẽ ghim vô đầu phát sóng này, đầu thu sóng của sản phẩm mic chúng ta nhé. Đây là đầu thu sóng này, chúng ta ghim đằng sau này đây. Đó, và chúng ta sẽ một đầu chúng ta ghim xuống cổng mic của loa, hoặc là cổng mic của âm ly. Rồi, đây thì chúng ta sẽ ghim, đây là sản phẩm tiếp theo, đây chính là đầu thu sóng. Chúng ta sẽ có hai anten tương đương với hai mic nha, giúp cho âm thanh cũng như là khoảng cách chúng ta sử dụng mic được tốt hơn. Rồi, đỡ nhiễu nữa. Rồi, đây là điều chỉnh âm lượng, và đây là một màn hình hiển thị. Đúng không ạ? Đây màn hình hiển thị. Thường thường hiển thị từng số. Rồi, đây chúng ta có công tắc bật tắt nè. V2920. V2902. Ok các bạn. Davidson ở đây. Ok. USA ở đây thì mình không biết là công nghệ Mỹ như thế nào, nhưng mà nói chung là thì cũng không quan tâm lắm. Chỉ sau mình xài ok là được rồi các bạn. Rồi. Đằng sau chúng ta sẽ có chỗ là sạc nguồn. Đây, nguồn của chúng ta nhé. Nạp với cái adapter này đây. Đấy mà. Và đây là cổng kết nối rắc 6 ly. Để các bạn sử dụng ở đây nhé. Rồi, về phụ kiện thì cũng đơn giản vậy thôi các bạn à. Và bây giờ chúng ta sẽ không để các bạn đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là mình sẽ kết nối với âm ly của loa Rosin G97, và chúng ta sẽ hát karaoke. Chúng ta bắt đầu thôi. Mình lại xuống dưới đây, và mình đã kết nối và sản phẩm đầu bộ đầu thu micro không dây chúng ta với sản phẩm loa Rosin G97 rồi nha các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử âm thanh từ mic của đầu thu này xuống dòng loa Rosin, chúng ta xem âm thanh sẽ ra như thế nào, hay không, và có đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta hay không nhé các bạn. Các bạn hãy search từ khóa là loa Rosin G97, Tâm Việt sẽ ra những video cũng như là các thông tin về sản phẩm này. Các
các bạn hãy xem chi tiết về ngoại hình cũng như là âm thanh của dòng loa G97 này trên đó nhé. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau kết nối với điện thoại và loa để hát karaoke cho bạn nghe được âm thanh nhé. Thì đến đây thì video của Tâm Việt đã sắp kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Để giúp Sen thể review được sản phẩm này một cách tốt nhất, từ âm thanh đến ngoại hình của mic và cũng như là các phụ kiện nhé. Rồi, thì các bạn đừng quên đăng ký kênh Loa Cái Tâm Việt .com để có thể theo dõi những video mới nhất trong thời gian tới, để thể có thể là giúp cho Tâm Việt phát triển hơn. Các bạn hãy vui lòng góp ý cũng như là nêu ý kiến các bạn ở dưới phần bình luận của video nha. Rồi, thì bây giờ Tâm Việt xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian sớm nhất nhé. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Loa Kéo Tâm Việt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ, khách quý vui lòng
gọi trực tiếp vào số điện thoại, hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com hoặc website điệnmáytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức loa kéo, giúp chúng ta am hiểu hơn về loa kéo và điện máy, để mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập vào nguyễntonquốctính.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì khách quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Loa kéo Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.